Còn tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa đơn vị số 5, cử tri phường An Bình kiến nghị cần xử lý nghiêm các tụ điểm kinh doanh game bắn cá trá hình, vì hiện nay đa số các địa điểm này là nơi tổ chức đánh bạc xen lẫn trong các khu dân cư. Vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai vẫn còn diễn ra thường xuyên, nhất là đoạn từ bến Đò Kho đến bến phà An Hảo cũ. Cử tri đề nghị cần phải kiểm tra xử lý triệt để nhằm hạn chế tình trạng sạt lở hai bên bờ sông xảy ra. Đặc biệt, vấn nạn tín dụng đen rất phổ biến trong đời sống nhân dân hiện nay. Tuy nhiên, khi phát hiện cần xử lý nghiêm để hạn chế xảy ra. Ngoài ra, cử tri cũng nêu các vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy phức tạp.